Cây quế được trồng khá phổ biến ở nước ta, dùng làm gia vị của rất nhiều món ăn nhờ vị ngọt cay và mùi thơm kích thích vị giác. Không những vậy, quế còn được coi là một trong bốn vị thuốc quý, sâm, nhung, quế, vụ, chữa bệnh trong đông y, còn có tên gọi khác là quế đơn, quế bì, nhục quế, quế thanh, ngọc thụ. Tên khoa học là Cinnamomum cassia brius, thuộc họ lòng não, là cây thuốc quý, cây thần gỗ to, cao từ 10 đến 20 mét, vỏ thân nứt nẻ, phân nhiều cành, cành màu nâu, nhẵn, không lông, lá mọc so le, viên lá dày và cứng, mặt trên màu lục bóng, mặt dưới màu xám cho, có lông thưa, gần bà nổi rõ, cuống lá to, có rãnh. Cây được trồng phổ biến khắp các tỉnh ở nước ta, có nhiều ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Vỏ thân quế được thu hoạch hai lần trong năm là vào tháng 3 đến tháng 4 và tháng 8 đến tháng 9. Vỏ quế đem về ngâm nước một ngày, rửa sạch rồi xếp vào sọt che kín, ủ lá chuối từ 3 đến 7 ngày rồi lấy ra phơi trong bóng dâm cho khô. Tác dụng của cây quế 1. Giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu Mỗi ngày chỉ cần dùng nửa thìa một quế trong bữa ăn, vừa điều chỉnh insulin, glucose trong máu vừa giảm lượng cholesterol xấu. 2. Chữa tiêu chảy Bài thuốc 1. Lấy 4 gam vỏ thân quế, 4 gam hạt cao già, 2 lát gừng nướng, 10 gam gạo rang vàng, tán nhỏ, trộn đều rồi đun sôi với 400ml nước cho đến khi còn 100ml, chia uống 2 lần trong ngày. Bài thuốc 2. Dùng 10 gam quế, 10 gam hồi, 20 gam đại hoàng, 20 gam lòng não, 25g gừng tươi, đem tất cả tán nhỏ, ngâm rượu 70 độ, để được 1 lít trong 7 ngày, mỗi lần uống 5ml, ngày 2 lần. 3. Chị cảm sốt, ra nhiều mồ hôi. Lấy 8g quế chi, 6g cam thảo, 6g sinh khương, 6g thượng dược, 4 quả táo tàu, sắc lấy nước, chia uống 3 lần trong ngày. 4. Chống nôn khi mang thai. 8g quế chi, 12g bạch thược, 8 gam đại táo, 6 gam sinh khương, 6 gam cam thảo, sắc lấy nước uống trong ngày. 5. Trị mụn nhọt có mủ Lấy 10 gam quế và hai củ hành dã nhỏ, đắp lên nốt mụn, rồi dùng băng gà cố định trong một vài giờ, ngày làm một lần. 6. Chữa chứng đau bụng kinh do hư hàn Dùng nhục quế vừa đủ tán bột mịn, mỗi lần uống 3-4 gam với rượu, hoặc lấy 5 gam nhục quế, 16 gam thục địa, 12 gam đương quy, 5 g cam khương và 4 g cam thảo, sắc lấy nước uống trong ngày. 7. Trị ngứa da. Lấy 2 gam quế, 2 gam giường và 2 gam tế tiêu, ngâm cùng 150 g rượu trắng và 10 con sâu đậu nghiền nát. Mỗi ngày dùng đũa khuấy một lần, ngâm trong 7 ngày là dùng được. Lọc lấy nước rồi xoa nước này lên chỗ ngứa mỗi ngày một lần. Khi áp dụng nên kiêng rượu và ăn các món ăn có tính kích thích hoặc gây dị ứng. 8. Điều trị viêm thận mãn tính, phù thủng do khí hư, chân tay lạnh. Dùng 4 gam nhục quế, 15 gam can địa hoàng, 12 gam trạch tả, 12 gam đơn bì, 12 gam phục linh, 12 gam sơn dược, 6 gam sơn thù, 10 gam phụ tử, 12 gam ngưu tất, 15 gam xà tiền tử, tất cả tán bột mịn. Luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 15 gam với nước đun sôi để nguội, ngày uống từ 2 đến 3 lần. 9. Trị hư hãn hầu đọng đau Lấy mỗi vị 2 gam gồm nhục quế, cam thảo, gừng khô tán nhỏ hòa với nước ấm rồi ngậm và nuốt từ từ xuống 10. Kích thích tiêu hóa Dùng 4 gam bột vỏ cành quế ngâm rượu uống cùng trong bữa ăn hoặc thêm quế chế biến trong các món ăn hàng ngày 11. Trị bị thương trong bụng có ứ máu Lấy 80 gam nhục quế 100 gam bổ hoàng 80 gam đường quy tán nhỏ thành bột mỗi lần uống một thìa cà phê với rượu, ngày 3 lần, đêm một lần. 12. Tăng cường chức năng miễn dịch. Một cốc nước thêm mật ong và quế sẽ cải thiện hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi và làm chậm quá trình lão hóa. 13. Chữa đau đầu, đau nửa đầu. Dùng quế tán bột mịn, trộn thêm nước thành hỗn hợp sệt rồi đắp một lớp mỏng lên hai bên thái dương và vùng chán để giảm đau. 14. Ngừa mụn và trị mụn đầu đen trộn bột quế cùng một vài giọt nước cốt chanh, đắp lên vùng bị mụn, để 15 phút rồi rửa lại với nước, thực hiện từ 1 đến 2 lần trong tuần. 15. Giảm đau do viêm khớp Một thìa bột quế và một thìa mật ong pha với nước rồi uống vào mỗi bữa sáng sớm. Sau một tuần uống nước này sẽ giảm đau khớp đáng kể. 16. Ngừa sâu răng và sạch miệng Nhai một mẩu quế nhỏ hoặc dùng nước quế súc miệng hàng ngày có tác dụng trị sâu răng và hơi thở có mùi. 17. Chữa trúng gió, bạn liệt một bên. Lấy 20g quế chi, 12g đinh hương, 12g hồi hương, 12g rau sam, 12g nghệ, 12g dây bìm bìm, 12g xương bồ, huyết rác và lá đậu gió, tất cả tán nhỏ. Trộn cùng rượu và nước tiểu để xoa bóp. 18. Giúp cai thuốc lá. Bất kỳ khi nào có cảm giác thèm thuốc, chỉ cần ăn một mảnh quế chi hoặc uống trà quế để giảm cơn thèm thuốc. 19. Giải cảm lạnh, cảm cúm Dùng một vài giọt tinh dầu quế cho vào bát nước sôi, rồi sông mặt và hít thở sâu, từ 10 đến 15 phút. Nếu bị ho, có thể xoa tinh dầu pha loãng cùng với nước ấm lên trên vùng ngực để giảm cơn co thắt. 20. Giảm mệt mỏi, ngủ ngon Khi tắm, có thể nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn nước, rồi ngâm mình từ 15 đến 20 phút, hoặc dùng đèn sông tinh dầu đốt trong phòng để có giấc ngủ ngon hơn lưu ý không dùng quá nhiều quế để chữa bệnh hay trong ăn uống đặc biệt là phụ nữ có thai và những người có tính mệt không ăn kết hợp giữa hành và quế